Tối 10 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai xác nhận kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đóng trên địa bàn xã Ca Đăng đã phát nổ. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 1, người dân ở gần lữ đoàn tăng thiết giáp 273 thuộc quân đoàn 3, xã Ca Đăng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho đạn. Nhiều người dân hô hoán tháo chạy ra khỏi nhà để tìm nơi an toàn, khiến đường quốc lộ 19 trở nên hỗn loạn. Kho đạn này có đường rào kiên cố bao quanh, nằm cách khu dân cư khoảng 2 km. Đến hơn 23 giờ, nhiều tiếng nổ lớn vẫn liên tục phát ra từ khu vực chứa kho đạn và kho thuốc nổ, khu vực đóng quân nằm cách ly với kho đạn này. Lực lượng chức năng đã phong tỏa chặt hiện trường vụ nổ kho đạn, phòng tránh nguy hiểm. Sáng sớm 11 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Võ Ngọc Thành cho biết, tỉnh đang phối hợp với quân đoàn 3 làm rõ nguyên nhân về vụ nổ. Không tới đâu, trong cái đèn sẽ tới người dân được. Khói đặc như bom lớn.